Thưa quý vị và các bạn, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa có ý kiến chỉ đạo về xử lý các vi phạm liên quan đến phòng chống dịch bệnh COVID-19. Thủ tướng yêu cầu bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc chính phủ, chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương trong phạm vi nhiệm vụ quyền hạn của mình, căn cứ quy định của pháp luật hiện hành, tập trung chỉ đạo hướng dẫn, đôn đốc kiểm tra, kịp thời phát hiện, khẩn trương xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật đối với các hành vi vi phạm liên quan đến phòng chống dịch COVID-19. Nhất là các hành vi vi phạm về khai báo y tế như không khai báo hoặc khai báo không trung thực, trốn cách ly, không chấp hành biện pháp phòng chống dịch, chống đối người thi hành công vụ phòng chống dịch, đưa tin sai không đúng sự thật, gây hoang mang dư luận, làm mất ổn định xã hội, hành vi tái chế khẩu trang y tế đã qua sử dụng, sản xuất hàng giả, đầu cơ găm hàng, tăng giá trái pháp luật, gian lận thương mại gây bất ổn thị trường. Nếu có dấu hiệu tội phạm phải chuyển ngay hồ sơ đến cơ quan chức năng để điều tra xử lý về hình sự. Thủ tướng đề nghị Bộ Công an chỉ đạo các cơ quan liên quan khẩn trương tiến hành điều tra xem xét, xử lý hình sự đối với các hành vi vi phạm có dấu hiệu cấu thành tội phạm hình sự. Các bộ, cơ quan, Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương báo cáo tình hình và kết quả thực hiện gửi Bộ Y tế trước ngày 15 tháng 4 năm 2020. Bộ Y tế tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 17 tháng 4 năm 2020.